Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật quyển 45 phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 31. Phẩm này dài hơn so với thọ lượng của cõi Phật nên gọi là phẩm thọ lượng. Bấy giờ Đại Bồ Tát Tâm Vương ở trong chúng hội bảo các Bồ Tát rằng, lúc đó vị Đại Bồ Tát Tâm Vương ở trong pháp hội Hoa Nghiêm bảo các Bồ Tát rằng, Phật tử, thế giới Ta Bà này, cõi của Đức Phật Thích Ca một kiếp thì ở thế giới Cực Lạc, cõi của Đức Phật A Di Đà là một ngày một đêm. Các vị đệ tử của Phật, thời gian một đại kiếp ở thế giới Ta Bà Kham Nhẫn, cõi của Phật Thích Ca Mâu Ni Năng Nhân Tịch Mặc thì ở thế giới Cực Lạc, cõi của Phật A Di Đà Vô Lượng Thọ là một ngày một đêm. Thế giới Cực Lạc một kiếp thì ở thế giới Ca Sa Tràng, cõi của Đức Phật Kim Cang Kiên là một ngày một đêm. Thời gian một đại kiếp ở thế giới Cực Lạc là thời gian một ngày một đêm ở thế giới Ca Sa Tràng, cõi của Đức Phật Kim Cang Kiên. Thế giới Ca Sa Tràng một kiếp thì ở thế giới Bất Thối Chuyển Âm Thanh Luân, cõi của Đức Phật Thiện Thắng Quang Minh Biên Hoa Khai Phu Phật là một ngày một đêm. Thời gian một đại kiếp ở thế giới Ca Sa Tràng là thời gian một ngày một đêm ở thế giới Bất Thối Chuyển Âm Thanh Luân, cõi của Đức Phật Thiện Thắng Quang Minh Biên Hoa Khai Phu. Thế giới Bất Thối Chuyển Âm Thanh Luân một kiếp thì ở thế giới Lì Cống, cõi của Đức Phật Pháp Tràng là một ngày một đêm. Thời gian một đại kiếp ở thế giới Bất Thối Chuyển Âm Thanh Luân thì ở thế giới Lì Cấu, cõi Phật Pháp Tràng là một ngày một đêm. Thế giới Lì Cấu một kiếp thì ở thế giới Thiện Đăng, cõi của Đức Phật Sư Tử là một ngày một đêm. Thời gian một đại kiếp ở thế giới Lì Cấu thì ở thế giới Thiện Đăng, cõi của Đức Phật Sư Tử là thời gian một ngày một đêm. Thế giới Thiện Đăng một kiếp thì ở thế giới Diệu Quang Minh, cõi của Đức Phật Quang Minh Tạng là một ngày một đêm. Thời gian một đại kiếp ở thế giới Thiện Đăng thì ở thế giới Diệu Quang Minh, cõi của Đức Phật Quang Minh Tạng là thời gian một ngày một đêm. Thế giới Diệu Quang Minh một kiếp thì ở thế giới Nàn Siêu Quá, cõi của Đức Phật Pháp Quang Minh Điên Hoa Khai Phu là một ngày một đêm. Thời gian một đại kiếp ở thế giới Diệu Quang Minh thì ở thế giới Nàn Siêu Quá, cõi của Đức Phật Pháp Quang Minh Biên Hòa Khai Phu là thời gian một ngày một đêm. Thế giới Nàn Siêu Quá một kiếp thì ở thế giới Trang Nghiêm Huệ, cõi của Đức Phật Nhất Thiết Thần Thông Quang Minh là một ngày một đêm. Thời gian một đại kiếp ở thế giới Nàn Siêu Quá thì ở thế giới Trang Nghiêm Huệ, cõi của Đức Phật Nhất Thiết Thần Thông Quang Minh là thời gian một ngày một đêm. Thế giới Trang Nghiêm Huệ một kiếp thì ở thế giới Cảnh Quang Minh, cõi của Đức Phật Nguyệt Trí là một ngày một đêm. Thời gian một đại kiếp ở thế giới Trang Nghiêm Huệ thì ở thế giới Cảnh Quang Minh, cõi của Đức Phật Nguyệt Trí là thời gian một ngày một đêm. Phật tử lần lượt như vậy cho đến trải qua trăm vạn ước A Tăng Kỳ thế giới, các vị đệ tử của Phật lần lượt giống như vậy cho đến trải qua trăm vạn ước A Tăng Kỳ thế giới. Thế giới cuối cùng một kiếp thì ở thế giới Thắng Liên Hoa, cõi của Đức Phật Hiền Thắng là một ngày một đêm. Thời gian một đại kiếp ở thế giới cuối cùng thì ở thế giới Thắng Liên Hoa, cõi của Đức Phật Hiền Thắng là thời gian một ngày một đêm. Bồ Tát Phổ Hiền và các đại Bồ Tát đồng hành đầy rẫy ở trong thế giới đó. Bồ Tát Phổ Hiền và tất cả đại Bồ Tát đồng hành đầy rẫy ở trong thế giới Thắng Liên Hoa đó.